Câu dài. Câu dài quá. Câu dài mà đọc chóng mặt luôn. Đọc xong rồi đó thì phải đọc lại một lần nữa để mà hiểu là các bạn đang nói với cái gì. Bởi vì một câu dài đó, người ta giống như là cái bản năng của người ta rồi, cái phản xạ của người ta đó, khi mà người ta đọc á, người ta sẽ cố gắng đọc hết nguyên câu cho tới khi nào thấy dấu chấm. Chấm hỏi, chấm than, có nghĩa là kết thúc một câu đó thì người ta mới đọc hết cái câu đó, người ta mới hiểu được cái ý. Cho nên khi mà các bạn viết cái câu dài quá đó, người ta cố gắng phải đọc hết nguyên câu rồi người ta mới tổng hợp kết cái ý lại, người ta mới hiểu. Mà câu mà các bạn viết càng dài đó thì nó sẽ có càng có nhiều từ để mà người ta xử lý, người ta sẽ có đôi khi người ta sẽ không hiểu được ý của các bạn. Và câu càng dài thì các bạn sẽ càng dễ sai. Khoan, hãy nói tới người đọc hay người nghe, mà nói tới người viết đã. Các bạn biết được bao nhiêu loại câu và các bạn biết được bao nhiêu cấu trúc, các bạn biết được bao nhiêu thì, đúng không? Khi mà các bạn viết một câu á mà nó có nhiều từ trong đó, các bạn phải biết cái sắp từ nào trước, từ nào sau, động từ nào đòi hỏi sau nó là tân ngữ, động từ nào đòi hỏi sau nó là một tính từ, động từ nào đòi hỏi hai tân ngữ, động từ nào đòi hỏi chỉ một tân ngữ thôi, và động từ nào đòi hỏi một cái adverb, động từ nào đòi hỏi một cái trạng ngữ hay là một cái phần gì khác, hay là động từ nào đòi hỏi nguyên cái mệnh đề, đúng không? Nó rất là phiền khi mà các bạn viết nhiều một cái câu dài đó, các bạn sẽ phải xử lý rất nhiều thứ. Và đôi khi đó các bạn có giỏi thì đến mức nào đó thì là một chuyện, nhưng khi mà các bạn viết ra đó câu dài đó, nó sẽ có quá nhiều thứ các bạn phải xem xét và các bạn sẽ bị sót. Có thể bình thường các bạn viết câu đó, các bạn sẽ thấy được cái lỗi sai, nhưng khi mà các bạn viết ra rồi đó, đôi khi các bạn nghĩ tới những cái vấn đề khác thì các bạn lại bị sót cái lỗi đó, cái lỗi mà bình thường các bạn không mắc. Nên đừng có viết câu quá dài, cố gắng rút ngắn lại. Câu dài đó nó sẽ liên quan tới vấn đề là comma splice, và thứ hai nữa đó là run-on sentence. Comma splice nghĩa là gì? Nghĩa là hai câu hoàn chỉnh, hai mệnh đề hoàn chỉnh mà các bạn lại nói với nhau bằng một cái dấu phẩy. Hai mệnh đề độc lập đó, hai mệnh đề đó, hai mệnh đề chính hết, không có mệnh đề nào phụ hết, mà cả hai mệnh đề đều chính hết, thì các bạn lại nói với nhau bằng một cái dấu phẩy. Người ta gọi là cái lỗi đó là gọi là comma splice. Và cái lỗi thứ hai đó cũng tương tự, là hai mệnh đề hoàn chỉnh hay là hai câu hoàn chỉnh, hai câu độc lập đó, thì các bạn lại nói với nhau và không có bất cứ cái dấu nào hết, thì người ta gọi là run on sentence. Run on tức là chạy, chạy hoài, chạy không có ngưng đó, có nghĩa là hai câu nó chạy liên tục, nó dính lại với nhau luôn mà không có cái điểm nào để cắt ra ha. Thì comma splice tức là bạn nói lại hai câu bằng dùng một cái dấu phẩy, còn run on sentence tức là các bạn nói hai câu lại mà không có cái dấu chấm gì, dấu phẩy gì hết, các bạn để chung lại như vậy, đó là run on sentence. Có một bạn viết cho mình một bài bài viết của bạn đó, bạn viết cho mình một câu này, mình xin phép bạn cho mình đưa lên room nha để mình chia sẻ với các bạn. Các bạn đọc thử câu này rồi các bạn trả lời cho mình câu hỏi. Câu này các bạn thấy trong có bao nhiêu mệnh đề? Câu này chỉ có một dấu chấm thôi đúng không? Một dấu chấm, có dấu chấm phẩy, với dấu phẩy thì mình không xét nó là câu mà mình xét nó là một phần, một mệnh đề trong câu thôi. Nó chỉ có một dấu chấm duy nhất, cho nên nó được xét là một câu. Và các bạn đếm thử cho mình, coi coi các bạn nhìn thấy được câu này bao nhiêu mệnh đề. Chỉ cần các bạn đếm đúng thôi là mình có thể đánh giá được trình độ của các bạn cỡ nào rồi. Bởi vì câu này đó, nếu các bạn không nhìn kỹ, các bạn sẽ đếm sai. Các bạn sẽ có một số mệnh đề các bạn không thấy nó là mệnh đề. The family is her life. She always waits for us until we come home. Sometimes it makes my dad quite angry because he told her that he is the one who opens the door for their children, but she ignores it. Câu này các bạn thấy được bao nhiêu mệnh đề? Một phút mặc niệm bắt đầu ha, coi coi các bạn thấy được các bạn có đếm được không? Ok, một bạn nói là 6, một bạn nói là 5, một bạn nói là 4, một bạn nói là 7. Có ai đấu giá tiếp không? Một bạn nói là 8.
Phần này thì mình đã góp ý trong nhóm nhỏ của bạn này rồi ha. Cho nên nhóm của bạn đó thì chắc là biết, bởi vì mình đã nói trên nhóm là câu này có bao nhiêu mệnh đề rồi. Nhưng những bạn mà trong các nhóm khác đó thì chắc là chưa biết. Cho nên mình sẽ đưa lên đây để coi các bạn nhìn được bao nhiêu. Rồi bây giờ người đấu giá cao nhất đó là 9. Có bạn nào đấu giá lên nữa không? Đăng lên 10, 11 gì đó đi cho nó vui. Số 9 vẫn chỉ có một chữ số thôi. Đưa lên số 10 cho nó hai số. Mình sẽ phân tích ra nha, rồi các bạn sẽ tự đếm. Đây là một mệnh đề. Một mệnh đề. Một mệnh đề nữa. Một mệnh đề tiếp. Một mệnh đề. Một mệnh đề. Một mệnh đề. Và mệnh đề cuối cùng. Các bạn đếm được không? Một, hai, ba, bốn, tám hả? Sao mình vậy là mình đếm sai ha? Mình trong nhóm mình lại đếm ra là chín rồi ta. À, vậy là mình không biết mình đếm đâu ra chín mệnh đề. Bây giờ bẻ ra thì mới mới thấy là có 8 thôi. Đó, bởi vì mình nói mới nói với các bạn đó là chính mình cũng sai thôi, mình phải đợi các bạn nhắc rồi mình mới thấy được. Thì câu này có 8 mệnh đề. Rồi bạn thấy rõ ràng là tại sao có 8 mệnh đề chưa? Một mệnh đề tức nghĩa là phải có một chủ ngữ và một động từ, và động từ đó phải chia thì nha. Động từ đó phải chia thì giống như chủ ngữ. Bởi vì các bạn có thể có được cái ngữ là to verb thì nó không, nó là động từ đó, nhưng mà nó không phải động từ chia thì mà nó chỉ là cái dạng của động từ thôi. Nó có thể đóng vai trò là danh từ, phó từ hay là những phần gì khác, nhưng mà nó không phải động từ chia thì, cho nên nó sẽ không được xem là động từ chính và nó sẽ không được xem là mệnh đề nếu mà nó có một cái từ khác. Còn những câu này đó đều có chủ ngữ và động từ chia thì hết, đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8 mệnh đề. Một câu mà các bạn có 8 mệnh đề thì các bạn sẽ chia như thế nào? Các bạn sẽ viết như thế nào để cho nó người ta hiểu ý của các bạn? Câu này đó, đọc vô đó thì tiếng Việt chúng ta có hiểu được, thể hiểu được đúng không? Nhưng khi mà viết tiếng Anh mà các bạn viết câu này đó là thầy cô lắc đầu liền. Ok, đó là cái phần mình góp ý thôi nha. Có nghĩa là khi các bạn viết câu đó cố gắng tách ra. Các bạn đừng sợ là ý nó sẽ rời rạc, bởi vì người ta sẽ có những cái phần gọi là sentence connector, nghĩa là những từ để nói câu đó. Ví dụ các bạn có chữ does là vì vậy ha, phẩy một cái xong rồi gì đó, as a result, however, what's more, đại khái như vậy ha. Có rất nhiều ngữ mà các bạn dùng để nói câu, có nghĩa là hay là first, second. Các bạn nếu mà các bạn muốn liệt kê một cái gì đó, các bạn cứ tách nó ra rồi các bạn có thể dùng những từ này để mà nói lại. Có nghĩa là đầu tiên tôi muốn nói là gì này, thứ hai tôi muốn nói là thế này, rồi vì như vậy đó, as a result, vì cái lý do đó mà chuyện nó xảy ra như thế này. However, tuy rằng chuyện nó xảy ra như vậy, nhưng however chuyện nó lại có cái kết thúc có hậu, đại khái như vậy. Thêm nữa là what's more hay là moreover. Chữ moreover này thì mình hơi hạn chế sử dụng, mà bởi vì nó cái cách dùng của nó hơi khó một chút, người ta cũng ít sử dụng cho nên mình ít sử dụng nha, nhưng các bạn sẽ có thể thấy nó nhiều là chữ moreover đó. Thì có những từ này đó các bạn để ở đầu một câu thì nó sẽ kết nối cái câu mà các bạn sắp viết với cái câu ngay phía trước nó, thì nhờ như vậy một câu dài các bạn có thể tách ra thành nhiều câu ngắn và dùng những từ này để nói lại, người ta đọc người ta sẽ thấy dễ hiểu hơn. Một câu ngắn và một câu dài
khi mà đọc câu ngắn là người ta hiểu ý của các bạn xong, người ta đọc tới câu kế, người ta sẽ nắm được cái ý của câu trước, rồi người ta kết hợp với câu thứ hai. Nhờ những từ nói này mà người ta hiểu được hai câu nó liên hệ với nhau như thế nào. Thêm một điều nữa trong câu này đó là các bạn dùng dấu chấm phẩy. Các bạn hạn chế sử dụng dấu chấm phẩy lại nha. Bởi vì nếu các bạn có học nhiều về tiếng Anh á, thì các bạn dùng dấu chấm phẩy nó sẽ rất hay, làm cho người ta thấy cái câu của bạn là viết là cái kiểu mà giống như người mà có học thức này kia. Đúng, nhưng các bạn sẽ rất ít gặp dấu chấm phẩy này thực tế ngoài đời. Có thể trong bài báo này kia các bạn sẽ thấy nhiều, nhưng chính bản thân các bạn mà viết bài đó, hoặc trong lớp thầy cô dạy các bạn đó, hay các bạn đọc sách đó, các bạn sẽ rất ít gặp. Và cách sử dụng của nó đó, nó cũng hơi gọi là các bạn phải để ý một chút xíu các bạn mới viết được. Nên mình sẽ thông qua phần dấu chấm phẩy này đây nha, nhưng mình chỉ khuyên các bạn là hạn chế sử dụng lại thôi.